Parce que ça, dans le monde d'entrée, nous avons donné pendant qu'il nous a montré le monde d'entrée, un peu le bibling, comme l'autre, tu vois, tes prames. Tiens, nous avons comme l'autre, tu vois, tes prames pendant que nous avons tu vois, bon, le bon, bah, je suis un peu de temps, ça, je vais m'en aller, je vais m'en aller, je vais m'en aller. Tiens, je vais dire que nous avons tu vois, tes prames, que nous avons tout, que tout, 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 cần là cầm nút rồi còn những hai thằng cần là trong vạt nữa chứ giờ đừng riêng rob cầm đôi trong vạt thì làm như chúng mình nhé phải từ giờ rob mũi nâng pí nâng bấy nâng bốn nâng mũi nâng pí nâng bấy nâng bốn nâng mũi và chỉ anh ấy mũi anh ấy cứ dần nâng và pí nâng bấy nâng bốn nâng mũi bình và ai rồi biết kẻ vĩnh và rồi stram vĩnh cứ dần stram và stram cho lang 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 cho và cứ lang cho lang cho lang cho rồi họ tạm đó và chắc là dùng năng lên vì cầm đôi chuột này chúng mình đã prà khó chí và chắc là bóng cực chung mà lên chỉ bị rõ và chương trình lên mũi nâng pí nâng bấy nâng bốn nâng mũi nâng pí nâng bấy nâng bốn nâng mũi nâng pí nâng bấy nâng bốn nâng mũi và hãy chương trình lên khiêm nâng an chia đặc biệt up down nó xong rồi khiêm nâng an chia đặc biệt cho lang với mặt đó và chương trình rap cho lang cho lang cho lang cho chứ khi ta đầm bóng ai đang lo đầm bóng ai đang chờ lóm để xa tại vì trong bạc với mà rồi hồn và cho lang hốt còn đây lo đầm bóng thật chạm thà cầm nốt tim mũi cứ dừng liền sừng cọt sừng sừng cọt tôi mới thà ở việt nam chuyện cầm nốt xem xem để tới đầm bay dừng đằng thà ở nâng cứ chỉ cầm nốt tim mũi mà chân tôi hỏi trong đấy mà mũi nâng tim bay nâng chúng ai tự ban à rom theo anh ấy cứ chịu cầm đầu tìm mồi và ở đây hát lên lồng hát hàng cầm như chúng mình nhé lồng hát tìm mồi cứ không mồi bật tốt miền mồi khót và chân mồi bật tốt miền mồi khót cứ dẫn đồ khót nơi cầm đầu tìm mồi và chân nhầm à rom chốn mồi pí bảy bốn mồi năm pí năm bảy năm bốn chứ nó bây giờ vẫn bắt đầu chord và đam bây giờ ai bắt đầu chord toán bằng phổ này open chord nơi cầm nú tị buôn cả là nhưng mà chơi hò bằng G nâng P nâng bay nâng buôn nâng nó nhân tọa đại hai nó đây và G nâng P nâng bay nâng buôn nâng C nâng P bay nâng buôn nâng chắc mình đôi chú bạn đi phòng đáy cùng đôi chú bạn đi phòng đáy nó phải đi riêng lên ở nhóm tới dân từ tôi bạn làm môi thùng mì sẽ diện và cùng đôi chú bạn đi phòng đáy cái lên trả được không trong bạn rob và nhưng mà lấy riêng lên chỉ mới thế hay riêng rob ở lườn chứ nâng chuyên môn mà mỗi pi bảy buồn C đi nâng pi nâng bay nâng buồn bay nâng buồn lấy những nung hát lên lồng hát típ bình mà lòng lồng hát típ cứ khi nung mũi bận tụm bên pi chord chẳng vào khi nung mũi bận tụm bên pi chord cứ chord tí mũi cứ nơi khi nung cầm nốt tí mũi hay chord típ nơi chọn cầm nốt tí bảy và chẳng là bây giờ lấy như thế thôi lấy nha được lồng hát này và C hay là D chẳng C nâng P à xong rồi C nâng P nâng D nâng bốn B
ចឹងយើងលំហាត់លេងលំហាត់ទី2នេះជាមួយគ្នា1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 បាទជានេះគឺជារបៀបលេងគំរូចង្វាក់ទី5បាទទីខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកបងប្អូននឹងរៀនលេងចង្វាក់នេះជាមួយគ្នានេះគឺជា basic ហើយជាខែល្អមែនទែនដែលលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហាត់លេងឲ្យបានល្អពី basic នេះទៅបន្តទៅខាងមុខទៀតយើងនឹងមានចង្វាក់ដែលពិបាកហើយយើងនឹងមានចង្វាក់ដែលស្មុគស្មាញបន្តទៅខាងមុខទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅពេលដែលយើងចេះពី basic នេះទៅហើយគឺទៅខាងមុខទៀតគឺងាយស្រួលទេហើយលោកអ្នកបងកុំបាច់ខ្វល់ថាចង្វាក់នេះគេលេងជាមួយនឹងបទអីជាមួយនឹងបទអីបាទគឺអត់តន់បញ្ហានៅឡើយទេសំខាន់លោកអ្នកបងចេះលេងចង្វាក់ហើយលោកអ្នកបងអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាគ្រប់គ្រងគំនូសនៅក្នុងចង្វាក់នឹងបានហើយបងប្អូនគាត់តែស្ដាប់បទចម្រៀងមកលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថានឹងចង់លេងត្រូវលេងចង្វាក់យ៉ាងម៉េចត្រូវលេងចង្វាក់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទដូច្នេះលោកអ្នកបងមិនចាំទៅសួរគេស្ដាប់បទចម្រៀងសួរគេអានឹងគេវាយយ៉ាងម៉េចគេលេងចង្វាក់មិនគេលេងចង្វាក់មិននៅពេលយើងចេះលេងតាមនៅពេលយើងចេះលេងគំរូចង្វាក់ទាំងអស់នេះហើយផងដែរសូមគ្លិចចូល Subscribe YouTube របស់ខ្មែរខតផងដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងគំរូចង្វាក់ទី6បាទសូមជម្រាបលា